lạc vào công viên khủng long. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng mình khám phá công viên khủng long ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và nó nằm ngay thành phố Thủ Đức nha. Và mình đã quay trở lại đây, và giá vé để vào công viên khủng long này đó chính là vào khoảng 99.000 cho một vé cho người lớn vào ngày thứ bảy và chủ nhật, và giá vé cho ngày thường thì mình nhớ không lầm là vào khoảng 69.000 cho đến 79.000 gì đó các bạn nha. Và công viên này tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa nhà Gigamon ở thành phố Thủ Đức. Khi mà bước vào bên trong á, thì mình có hỏi cái bạn nhân viên đứng bên ngoài á, thì là ở bên trong này nó là có những cái gì á. Thì mình có nghe bạn nhân viên giải thích rằng là ở trong đây là những cái mô hình khủng long nè, và được gắn những cái động cơ để nó có thể hoạt động giống như là những chú khủng long thật vậy đó. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi dạo một vòng quanh công viên khủng long cùng với mình nha. Bước vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy một cái con đường nó được bắt ngang qua gọi là cái thung lũng khủng long đó các bạn. Và ở trên con đường này thì nó có những cái chú nhện này các bạn. Nếu như các bạn không để ý thì những chú nhện này sẽ sập xuống ở trên đầu của chúng ta, chậm cho chúng ta hết hồn đó các bạn. Mà hên là cái lúc mà mình đi là những chú nhện này nó vẫn ở trên và mình kịp phát hiện ra. Đây các bạn thấy không, ghê lắm luôn á. Và vừa đi qua hết cây cầu thì chúng ta có chú khủng long T-Rex. Và ở bên đây thì chúng ta cũng có một cái khung để chúng ta có thể ngồi chụp ảnh lưu niệm lại, rất là đẹp luôn ha. Và các bạn ơi, nếu như các bạn muốn có thêm thông tin về những chú khủng long đã hóa thạch đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái thông tin ở bên khu vực này nha. Ở khu vực này thì nó có tiếng Việt để cho các bạn có thể nghe về lịch sử nè, về cấu trúc nè, và những cái thông tin chi tiết về những chú khủng long đang được trưng bày ở đây, và những chú khủng long trên toàn thế giới luôn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở khu vực này nha. Đấy, mình cầm cái nó quay cái đầu nó qua kìa. Và các bạn ơi, khu vực này là khu vực máy bán xu tự động. Ở đây nó bán cho mình là 20.000 năm xu. Và năm xu này có giá trị để chúng ta đem lại cái chú khủng long đẻ trứng á. Chúng ta bỏ vào cái máy thì chú khủng long sẽ đẻ ra một cái trứng. Và trong đó sẽ có món quà tặng bất ngờ dành cho chúng ta trong công viên khủng long nha. Và bây giờ thì tụi mình sẽ cùng nhau trải nghiệm để xem là ngày hôm nay là chú khủng long sẽ cho chúng ta những món quà gì nào. Trời, bỏ vô nữa Phúc, 3 xu nữa.
thế này. À, nhấn nút này nè. This one. Ok, và đây là những món quà mà chúng mình sẽ nhận được khi mà chúng mình bỏ những cái đồng xu vào để chúng mình nhận được trứng may mắn ở trong công viên khủng long đó các bạn. Thì tùy vào những cái thẻ thăm nè mà chúng ta sẽ được các bạn nhân viên cho chúng ta lấy những chú khủng long tương ứng với lại những cái thẻ bốc thăm nha. Và mình nghĩ rằng là các bạn nhỏ sẽ rất là thú vị với công viên khủng long này luôn đó. Và các bạn ơi, mình nghĩ rằng là nếu như có dịp á, thì các bạn cũng nên trải nghiệm công viên khủng long này ở Gigamon, thành phố Thủ Đức nhé. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Các bạn cũng đừng quên like video và subscribe kênh YouTube để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt. To survive, we can scream and shout.